Hello anh em, hiểu rồi. Hôm nay anh em chúng tôi này, ôi giời ơi, đi nhà nghỉ khách sạn ở Đài Loan thôi anh em ạ. Thì bây giờ tôi nhìn này, ôi giời ơi, đấy, tự dưng lên đây muộn quá không về được phải không? Nói chung là phải đi ngủ ngủ khách sạn luôn. Nói thật là nó cho cái gì đây chả biết luôn. Nói chung là chỉ biết nhìn mỗi số phòng thôi. Đấy, còn TV này chắc cũng cũng không biết bận tốt. Chịu luôn đấy. Wow, đây nói chung là đây cũng đẹp phết đấy anh em. Đồ ăn nổi nhất em. Nói chung là đây để xem phát nào. Là gì đây? Đây là lò nướng anh em. Có đồ ăn là bỏ vào đây hâm luôn anh em ơi. Được phết, tiện nghi phết. Cô chỉ là mấy anh em nó thấy được. Mày nhìn vô. Đúng không, cái lá này à? Có được đó nhỉ? Wow, sâu luôn, vệ sinh xinh sạch sẽ, gần 2.000 tiền đài bảo không sạch không đẹp đúng không? Gần 2.000 tiền đài đấy, tính rằng hơn triệu tiền Việt rồi, mẹ còn là hơn khách sạn Việt Nam ấy. Đúng đấy, đúng hơn khách sạn Việt Nam luôn đấy. Anh em này không có rồi. Đúng là hôm nay gọi là chị thế, đúng nha, chẳng có dạy gì bằng dạy gái luôn. Đúng là chẳng có gì bằng trẻ dạy gái luôn đấy. Rồi TV này bật cái gì đây, đúng là cái bọn đài này đúng là mình cũng chịu luôn đấy. Wi-Fi nhỉ? Biết bật chứ à, mình biết bật luôn đấy, khôn vái ra. Thấy không, khôn vái luôn đấy. Ok, chắc là bây giờ ngủ thôi. Ủa mai về cái gì à, hắn bảo 6 giờ đến 9 giờ là phải xuống đây ăn cơm nhỉ, không ăn là mất sốt, hắn bảo thế. Đúng gì nữa, từ 6 giờ đến 9 giờ Vãi luôn rồi. mà không xuống đây ăn là cơm là mất suất luôn. Ok thì khoảng tầm 8 giờ anh em mình xuống là ok rồi, 8 giờ là anh em mình xuống đây ăn cơm xong về được sang bắt tàu về luôn. Chung là cũng mệt đấy. Mọi người muốn nhìn cái gì Ok vậy thì gái? thôi, bye bye anh em nhé. Ok thì bây giờ là sáng rồi, bây giờ là xuống ăn sáng anh em. Ôi rồi, Để lấy đồ phát à? Lấy hết chưa? Hả? Có làm quên chưa lấy Này, không lên được đâu, lấy áo thì quên gì? Quên áo mình lên mình xin lại. Chung là hơi bị mệt đấy. Mệt đấy. Giờ xuống ăn sáng rồi mà. Ăn buổi sáng là ngon rồi. Dạ, ăn cục sạc ấy. Đúng chính là quên cục sạc. Thật ra để làm từ lúc quên cả đời. Dạ là nha. Tập dậy quay tiếp. Bật tiếp. Xong đây là ơi những cái vé cái đâu nhỉ, đây cái vé đấy, vé anh cầm chưa, đây đúng này đâu à, đây vé anh cho à, rồi không tí này nữa ăn đâu có vé thì chết mẹ anh em luôn đấy. Đâu đi anh làm một nước cốt nữa đây. Ok anh em bây giờ xuống xuống ăn anh em ơi, ngủ ngủ được đêm nay cũng thấy em ấm hẳn người ấy. À, làm hơi cho tỉnh con người ấy. Đi cầm cái điều khiển tivi xuống cho nó ấy. Còn thiếu cái gì không? Thừa cái gì không? Thừa cái gì làm nốt. Xuống mấy ngủ dậy mắt thoa kiểu gì. Cái đấy thôi kệ nó đi. Giờ xuống ăn sáng nào. Ok.